Chúng ta lại quay trở lại với bản tin FVNC Thế giới ngày 17 tháng 4. Kính thưa quý vị, nền kinh tế Nga đã bị tác động mạnh trong quý đầu năm, còn nguồn tiền đang bốc hơi ra nước ngoài nhằm tránh cuộc khủng hoảng Ukraine. Những chiếc xe bọc thép có cắm cờ Nga đang trên đường đến thị trấn Slavyan tại miền đông Ukraine. Diễn biến tại đây đang được theo dõi chặt chẽ bởi Nga và cả nước phương Tây và hiện đang tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế Nga. Tăng trưởng kinh tế đã giảm 0,5% trong quý 1. Một nguồn vốn lớn đang bốc hơi ra khỏi thị trường. Tình hình này thường xảy ra khi các nhà đầu tư không sẵn sàng bỏ tiền vào các dự án, nền kinh tế đang hết sức bất ổn. Thị trường chứng khoán Nga và đồng rúp đang phải chịu rất nhiều áp lực. Theo nhà kinh tế học Kristen Skou, điều này sẽ ảnh hưởng đến quyết định của Tổng thống Nga Putin. Sự yếu kém của nền kinh tế cho thấy Nga không đủ lực cho một cuộc chiến quân sự hay một cuộc chiến thương mại dài hơi với phương Tây và chắc chắn họ sẽ không thể ngừng xuất khẩu khí đốt sang EU. Nhưng không chỉ có vấn đề ở Crimea và Ukraine tác động đến kinh tế Nga. Nga cần phải có một cuộc cải cách thực sự. Ông Putin vốn là một nhà cải cách tuyệt vời và ông đang tìm giải pháp giảm tham nhũng, tăng tính chất pháp quyền. Đây là giai đoạn khó khăn để đầu tư vào Nga vì tham nhũng trong các công ty nhà nước rất lớn. Cho nên những gì họ cần làm là cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, áp dụng những quy định, luật lệ và khuyến khích phát triển doanh nghiệp tư nhân. Nga, Ukraine, EU và Mỹ sẽ sớm gặp nhau để tìm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Lợi nhuận ròng của Credit Suisse trong quý 1 đã giảm mạnh, đang đặt ra vấn đề về chiến lược đầu tư của ngân hàng này. Credit Suisse đang gặp thách thức trên nhiều lĩnh vực dẫn đến lợi nhuận quý 1 giảm hơn 1/3. Nguyên nhân một phần là do ngân hàng này bị cáo buộc giúp đỡ những người Mỹ giàu có cất giấu tiền bạc nhằm tránh thuế. Gần đây, Credit Suisse phải dành sẵn 120 triệu đô la Mỹ cho chi phí pháp lý, phòng trường hợp cuộc điều tra của Mỹ được mở rộng. Một vấn đề khác là các hoạt động giao dịch trái phiếu cũng giảm đến 21%. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi về chiến lược đối với nguồn thu nhập cố định của ngân hàng. Tôi nghĩ họ có thể thực hiện một số điều chỉnh, nhưng tôi nghĩ thị trường cần kiên nhẫn hơn đối với Credit Suisse bởi vì họ có nhiều chi nhánh tại Mỹ. Và không chỉ Credit Suisse, các đối thủ Mỹ của ngân hàng này cũng chứng kiến sự sụt giảm lợi nhuận khi họ phải đấu tranh với những quy định mới của chính phủ. Và các ngân hàng châu Âu, trong đó có Barclays, Deutsche Bank, có vẻ như đang chung một tình trạng. Giám đốc Credit Suisse, ông Randy Dugan, đang chịu áp lực xem xét tái cơ cấu ngân hàng. Một số nhà phân tích cho rằng chiến lược đầu tư ngân hàng của ông không bền vững do quy mô của ngân hàng tương đối nhỏ và nhắm vào những đối tượng hẹp. Một thông tin khác thưa quý vị, vào ngày 16 tháng 4 thì Google đã công bố báo cáo doanh thu và lợi nhuận quý 1 năm 2014. Kết quả đều tăng nhưng không được như kỳ vọng của các chuyên gia. Cổ phiếu của hãng này đã trượt giá sau báo cáo. Quý 1 năm 2014, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của Google đạt gần 6,3 đô la Mỹ một cổ phiếu, tăng so với 6 đô la Mỹ một cổ phiếu của cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu tăng 19%, đạt 15,4 tỷ đô la Mỹ, tăng so với mức 13 tỷ đô la Mỹ của cùng kỳ. Giới chuyên gia kỳ vọng doanh thu của Google sẽ đạt 15,5 tỷ đô la Mỹ, còn lợi nhuận kỳ vọng đạt 6,4 tỷ đô la Mỹ trên mỗi cổ phiếu. Sau báo cáo này, cổ phiếu của hãng giảm 6%, hiện chỉ đạt hơn 530 đô la Mỹ. Hồi đầu tuần này, Google tuyên bố Google đã đạt được thỏa thuận mua lại hãng sản xuất máy bay không người lái dân dụng Titan Aerospace, nhưng không công bố giá trị thương vụ. Những hãng máy bay của Titan sẽ được dùng trong dự án cung cấp Internet ở những khu vực xa xôi, hay thậm chí là xây dựng những tua bin phát điện trên không sử dụng năng lượng gió. Google Maps hay Earth cũng có thể được lợi nhờ Titan Aerospace. Hãng còn đang có ý định đầu tư phát triển loại kính áp tròng có tích hợp camera. Giới chuyên gia đánh giá, đây là những bước đi khá táo bạo của Google và có thể gây áp lực lên doanh thu của hãng. Kính thưa quý vị, báo in đang bị mất thị trường ở Mỹ và ngay cả một tạp chí lớn như Newsweek cũng phải ngừng xuất bản phiên bản báo giấy. Song mới đây, tại Los Angeles, thì một tập đoàn truyền thông vừa ra mắt một tờ nhật báo mới. Liệu trong bối cảnh khó khăn với báo in như hiện nay thì tờ báo mới này sẽ ra sao? Những sạp báo tại Los Angeles vừa có thêm một tờ báo mới, Los Angeles Register, ấn phẩm của tập đoàn truyền thông Freedom. Giám đốc Aaron Kistner của Freedom cho rằng báo in vẫn có những thế mạnh mà các loại hình báo điện tử khác không đáp ứng được, bất chấp thực tế là hiện tại làn sóng truyền thông số vốn đang phát triển và lớn mạnh nhanh chóng. Xét cho cùng, báo in vẫn là một loại hình báo chí, mà báo chí thì có sức ảnh hưởng đến cộng đồng. Do vậy, những thông tin trên đó không phải những điều chúng ta có thể dễ dàng đăng tải trên mạng, mà cần phải có những bài viết chính xác được kiểm duyệt qua nhiều vòng, từ công đoạn lấy tin làm tin đến dựng bài. Chúng tôi tin rằng báo in vẫn luôn là một loại hình báo chí không thể xóa bỏ được. Song ý kiến của ông Kistner không nhận được nhiều sự đồng tình. Phần đông mọi người cho rằng xuất bản một tờ báo in trong thời điểm này là quá mạo hiểm. Phát hành một tờ báo in trong thời điểm này đã rất tốn kém, chưa kể bây giờ có rất ít người còn chuộng các ấn phẩm báo giấy khi họ muốn cập nhật tin tức, bởi họ có quá nhiều công cụ khác. Họ có smartphone, tablet và những công cụ đó bây giờ đang trở thành sự lựa chọn của số đông khi muốn tìm kiếm cập nhật thông tin. Vì mất độc giả, báo in cũng bị mất luôn vị thế trên thị trường quảng cáo. So với hơn 10 năm trước, số lượng quảng cáo trên báo in tại Mỹ đã giảm đến một nửa. Quảng cáo trên báo in bây giờ chỉ bằng một nửa so với khoảng 12 năm trước đây, và nó sẽ còn tiếp tục giảm nữa trong tương lai.
Do vậy, việc phát hành một tờ báo in bây giờ là rất khó khăn. Mặc dù vậy, ông Kushner vẫn tỏ ra tự tin và lạc quan về tờ nhật báo Los Angeles Register của mình. Để chuẩn bị ra mắt tờ báo, tập đoàn Freedom đã thuê thêm hàng ngàn nhân công, phân phối tờ báo đến hơn 6.000 sạp báo, cửa hàng trên toàn Los Angeles. Los Angeles Register sẽ phát hành số đầu tiên vào ngày 1 tháng 5. Kính thưa quý vị, những công ty công nghệ khởi nghiệp ở Waterloo, Ontario, Canada, nơi khởi đầu của BlackBerry đang khai thác những nhân viên tài năng từ hãng điện thoại đang gặp khó khăn này và cố gắng gây dấu ấn sau khi Research in Motion xuống dốc. Các công ty mới thành lập đang cố gắng để trở thành những tên tuổi lớn tiếp theo của Canada trong lĩnh vực công nghệ. Công ty mới khởi nghiệp Aaron Labs cho biết là Rim đã đem đến cho họ nhiều lợi ích. Rim đã đem về khu vực này nhiều nhân viên tài năng cũng như phát triển nguồn nhân lực trong vùng. Nhiều người đã từng là nhân viên của hãng này, giống như tôi, đã học hỏi được rất nhiều kỹ năng khi thuyên chuyển qua nhiều phòng ban. Nhờ đó giờ đây chúng tôi có chuyên môn tốt và phát triển được những sản phẩm tốt. Sản phẩm công nghệ của Aaron Labs từng được quân nổi dậy Libya sử dụng tại quê nhà. Sản phẩm này cũng giúp cho cảnh sát tái hiện lại các hiện trường các vụ tai nạn. Những công ty công nghệ khởi nghiệp như là Clipart Robotics lại cung cấp các thiết bị có thể thay con người làm việc ở những nơi quá nguy hiểm hoặc là bẩn thỉu. Tomic Labs thì tạo ra giải băng cánh tay kiểm soát cử động. Các công ty này đều có nhân lực đã từng làm việc ở BlackBerry. Chúng tôi đã có thể tìm thấy một số nhân viên cực kỳ tài năng nhờ vào BlackBerry. Cả CFO lẫn phó chủ tịch của chúng tôi đều xuất thân từ BlackBerry. Những người này có nhiều kinh nghiệm, chuyên môn cao nên có thể giúp cho công ty khởi nghiệp như chúng tôi không mắc các sai lầm thường thấy khi bắt đầu kinh doanh. Hơn một thập kỷ nay, Waterloo được biết đến như quê hương của BlackBerry. Trong những năm vừa qua, BlackBerry đã khó khăn và phải cắt giảm hơn một nửa nhân sự. Các nhân viên có chuyên môn cao đã tìm được việc làm tại các công ty công nghệ mới khởi nghiệp trong vùng. Số lượng các công ty khởi nghiệp trong vùng đã tăng từ 50 cách đây 10 năm lên 500 công ty vào năm 2013. Điều đó khiến các quỹ đầu tư chú ý. Cách tốt nhất để thu hút vốn từ các quỹ đầu tư là phải xây dựng một doanh nghiệp tốt. Chúng tôi đang thực hiện điều đó. Thực tế là nhiều công ty khởi nghiệp thành công ở Bắc Mỹ trong vài năm trở lại đây đều đến từ Waterloo. Đó là những công ty thu hút nguồn vốn từ cộng đồng. Trong 12 tháng qua, nhiều quỹ đầu tư của Mỹ đã đến đây. Trong thời gian tới, chắc sẽ có nhiều quỹ đầu tư đến nữa. Chúng tôi hy vọng sẽ đưa khu vực này lên một tầm cao mới. Nhưng những nơi nào đã đào tạo nên những thiên tài công nghệ và chủ nhân của các công ty khởi nghiệp? Đồng sáng lập BlackBerry Mike Lazaridis đến từ Đại học Công nghệ Waterloo. Chúng tôi phải nghĩ đến tương lai. Chúng tôi đã có một nền tảng tốt và tạo nên một văn hóa khởi nghiệp trong cộng đồng sinh viên. Chúng tôi sẽ cố gắng khuyến khích sinh viên của mình phát huy tối đa tài năng của họ bằng cách cung cấp những kỹ năng kinh doanh. Chúng tôi là những người chuyên nghiệp, có những khả năng kinh doanh, danh tiếng của cộng đồng này đã tăng lên bắt đầu từ Rim. Chưa biết tương lai của BlackBerry sẽ như thế nào, nhưng rõ ràng là thị trấn nơi hãng điện thoại này bắt đầu đã hưởng lợi rất nhiều và có tên trên bản đồ công nghệ thế giới. Hàng trăm công ty khởi nghiệp xuất hiện ở đây mỗi năm. Không sớm thì muộn thì Waterloo cũng sẽ là nhà của những công ty công nghệ cỡ lớn. Và đến với phần cuối của chương trình, xin mời quý vị đến với những thông tin nổi bật ngay sau đây. Chứng khoán thế giới, các nhà đầu tư thận trọng trở lại. Thay đổi thực đơn giúp cứu ngành nuôi cá sấu.